Nhưng mà ông rèo ngon lành mà ông không được kia. À, bắt đầu. Làm chưa có được như người ta ha. Tôi nhận lưới lớn. Mới rồi để lên á là phải đưa lớn. Sao? Anh làm gì anh thấy do dạy. Làm tôi biết đổ xèo. Vậy biết mà làm cho có cà. Đợi ông dạy. À, đó, cũng một dĩa nha. Vậy vậy đi. Nó làm gì quậy. Không, nghĩ gì để đó, nó đâu có đụng gì đâu. Bà ngoại á, bà ngoại đi cái này nó mới thông đi. Máy đẻo quen quay cái bấm nữa tắt trống rồi. Vô. Vậy ha, anh bưng ly rượu vậy ha. À biết, vô. Bưng sao bưng đưa vô miệng được rồi. Nhá. Rồi xin mời bạn ăn, ăn rồi ăn. Cái lá trà bá bạn. Kệ kệ. Nãy giờ vui quá. Nãy bà ngoại vừa đi cái là thồn nguyên miếng trà bá vô thồn. Dạ, lấy cái miếng kia hay là dưới đây đâu có. Cái dĩa đâu rồi? Mình cất rồi. Tiếng cất. Lại tặng để cái này nó đẹp nè. À, quay nó đi. Ô, bà bá rồi. Đó đó, ăn văng vô đồ ăn của người ta rồi, dĩa mẹ ăn hết rồi nha. Còn quay không? Hả? Tặng đi vô. Quay đi. Làm cho có màu thôi, ăn đi ra, ăn vô đó. Sao quay từ đầu rồi? Không có, đang không quay, lấy cái đầu quay quay nữa. Ấy đi rồi sắp này vô đó rồi thôi ấy đổi gì đó đi em đem gì cho không được ăn hết đi. Ồ ngon quá, ngon quá Kiều Liêu ơi, mua 8.000 bạc heo mà chợ ăn đi. Ồ ngon quá, ăn hết đi đổi gì đó mà vô đó mà lấy gì đó ra mà. Mấy không đổi gì hết. Ta ngon nhờ nước chấm. Nó chấm bằng chua lét. Con chó đi ra. Chó chua lộn con. Mắm Trung Quốc.